Thứ năm tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, quân vương Herode nghe biết tất cả các sự việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại. Còn kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra. Kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vô tìm cách gặp người. Suy niệm: cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Cuộc đời Herode trong 40 năm cai trị đã làm nhiều việc kinh hoàng. Giết các hài nhi mới sinh dịp Chúa Giáng sinh, cướp vợ người anh mình là Herodia, giết Gioan tẩy giả, sỉ nhục và lên án giết Chúa Giêsu. Vì thế, ông luôn sống với một tâm hồn bất an và lo lắng vì những tội lỗi đã làm. Cuối đời, Herode và Herodia bị lưu đày ở Lyon và chết cô độc ở đó. Giờ đây, nghĩ tới Herode, không ai không nhớ lại những tội ác ông đã gây ra. Còn bạn, bạn sẽ sống cuộc đời này ra sao? Lạy Chúa, ai cũng chỉ sống có một lần trong đời mà thôi. Xin giúp gia đình con biết sống tốt ở đời này, để mai sau chúng con được sống hạnh phúc với Chúa trong nước trời.